Rồi như vậy chúng ta sẽ làm chức năng 4 tính tiền điện nhập vào số kilowatt và sử dụng theo cái bậc thang này. Bậc 1, bậc 2. Bạn chỉ cần cái số này thôi. Và mình sẽ lưu ở đây chức năng 4 của mình. Hôm trước mình đã làm theo đây, chức năng 4 mình đã làm theo cái chức năng 1 rồi, giai đoạn 1 rồi, cho nên bây giờ mình cứ thế mình làm thôi, mình viết code vô. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có tiền điện của từng bậc, bậc 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy các bạn sẽ define giúp cho thầy, tí nữa mình mang lên trên nhé. Nhưng mà mình define đây cho nó dễ nhớ. Define bậc 1. Bậc 1 của mình là 1, 6, 7, 8. Được chưa? Tí nữa mình mang lên trên nhé. Define bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5, bậc 6. Bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5, bậc 6. Bậc 3, bậc 4, bậc 5, bậc 6. Rồi, như vậy mình đã có được 6 bậc đã có tiền. Và cái phần define thì mình nên để nó ở trên, nên để nó ở trên đầu. Và các bạn nhấn shift tab cho nó lui ra. Shift tab define bậc 1 để cho đến bậc 6. Mình đã có được số tiền của từng bậc. Bây giờ mình sẽ vô đây, mình sẽ tính tiền điện. Và mình sẽ nhập số kilowatt. Như vậy thì ở trong này chúng ta sẽ có in là số kW, số kilowatt phẩy tổng tiền bằng 0. Rồi mình vào đây mình sẽ nhập nhập kilowatt tiêu thụ cách ra chấm phẩy scan gì đây, phần trăm d phẩy số kilowatt chấm phẩy. Rồi bây giờ mình mặc định là số kilowatt là nhập đúng là số dương. Còn nếu bạn muốn kiểm tra số kilowatt, nếu mà nhập từ 0 trở xuống thì bắt nhập lại, thì lúc này chúng ta dùng do while. Còn không thì chúng ta mặc định là dương. Được không? Mặc định đi ha. Như vậy thì chúng ta sẽ kiểm tra nếu như số kilowatt này mà nhỏ hơn bằng 50. Bởi vì người ta nói là từ 0 đến 50 thì bằng 50 vẫn tính mức 1. Bằng 50 vẫn tính mức 1. Vậy chỗ này chúng ta sẽ có tổng tiền, nó sẽ bằng số kilowatt nhân với bậc 1. Còn không, nếu như số kilowatt mà bé hơn 100, bé hơn bằng 100, thì tổng tiền của chúng ta nó sẽ bằng 50 ký đầu nhân bậc 1 cộng với
số kilowatt trừ cho 50 ký đầu nhân cho bậc 2. Còn không, nếu số kilowatt của chúng ta mà nhỏ hơn bằng 200. Tại vì sao chúng ta lấy 200, 100, 100, 200 là 201 á, đến 200 là dừng. Thì chỗ này tổng tiền của mình nó sẽ bằng 50 ký đầu nhân bậc 1 cộng bao nhiêu ký sau tiếp? 100 ký tiếp nhân cho bậc 2 cộng với số tiêu thụ trừ cho bao nhiêu ta? 150 ký đã tính của hai bậc trước. Chỗ này nhân cho bậc mấy? Bậc 3. Ha, cái này có làm nó dài thôi chứ nó có khó không? Không khó ha. Rồi, L. Nếu số kilowatt mà nhỏ hơn bằng 300 thì sửa công thức này lại. Tổng tiền bằng 50 ký đầu nhân bậc 1, 100 ký tiếp theo nhân bậc 2, và chỗ này 100 ký tiếp theo nhân bậc 3 với lại cộng cái gì nữa ta? Số kilowatt trừ cho mấy? 250 chứ. 250 nhân bậc 4. Bởi vì đây 100, đây 200, đây 50 nữa là 250. Nếu như số kilowatt mà nhỏ hơn hoặc bằng 400 thì chúng ta sẽ nhân cho bậc 5. Số bậc 1, bậc 2, chỗ này là 100 nhân bậc 4 cộng với số kilowatt trừ cho mấy ta? 350 nhân bậc 5. Còn không, những cái tiền còn lại trở lên thì nhân cho bậc 6. Vậy chỗ này chúng ta sẽ, nếu chỗ này thì bậc 5, chúng ta lấy 100 nhân cho bậc 5 cộng với số kilowatt trừ cho 450 nhân bậc 6. Như vậy chúng ta đã có tổng tiền. Chúng ta đã có tổng tiền số kilowatt phần trăm D xiệt T, tổng tiền 2 chấm phần trăm D xiệt N phẩy số kilowatt phẩy tổng tiền. Phẩy tổng tiền chấm phẩy. Được không? Sao? Bậc 2 là có 50 W. Bậc 2 có 50 hả? À, thầy sai chỗ này rồi. Như vậy chỗ này mình có 50 thôi. 50 thì chỗ này mình trừ cho 100. Sorry, sorry. Ok. Chỗ này là 50, 100 thì chỗ này là 200. Chỗ này 50, 100, 100 là chỗ này 300. Chỗ này 50, 100, 200, 300, chỗ này 400. Rồi, tổng tiền của chúng ta. Bậc 2 có 50 thôi, sorry.
Như vậy chúng ta đã có chức năng 4 tính tiền điện. Mình đã nhập được tiền điện, tính tiền điện. Ok. Chức năng 4. Tính kilowatt, kilowatt tiêu thụ 40. Tính tiền điện. Số kilowatt tiêu thụ. Ok. Và bài tính tiền điện chúng ta hoàn thành khá đơn giản. Quan trọng là các bạn chú ý cái bước nhảy của nó ở đây. Bao nhiêu? Chỗ này là mình đã tính. Nếu như mà số kilowatt mà 100, nhỏ hơn 100, giả sử như 90 đi, thì mình có 50 ký đầu là được hưởng bậc 1. 40 ký sau là được hưởng bậc 2. Đó là giảm theo lũy kế. Bài này mình đi tiếp nha. Tính tiền điện gì xong chưa? Ok. Tiếp theo, chúng ta sẽ giải bài 6, bài 5 giảm tải để đó tính tiếp. Bài 6, lãi suất ngân hàng. Như vậy chúng ta lưu cái video bài 5 trước đi.